Chào tất cả các anh chị và các bạn. Chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Thì hôm nay thì Sống Khỏe Mỗi Ngày sẽ review cho mọi người một cái dòng sản phẩm mới ra mắt trên thị trường của nhãn hàng Huyền Phi, đó chính là serum thâm X2 đang nổi đình nổi đám trên thị trường hiện nay mọi người nhé. Thì trong cái video ngày hôm nay thì Sống Khỏe Mỗi Ngày sẽ review chi tiết cho mọi người nắm vững về cái sản phẩm này, về cái công dụng của sản phẩm, cách dùng và hướng dẫn cho mọi người cái cách thức phân biệt thật giả để làm sao mà chúng ta mua đúng hàng chính hãng của công ty mọi người nhé. Thì đây chính là cái hộp mà showroom thâm X2 Huyền Phi mới ra mắt trên thị trường này. Thì để mà có thể tư vấn kỹ hơn về sản phẩm này thì mọi người hãy lưu sẵn lại cái số điện thoại, đó chính là số 0909647968, để khi mà cần tư vấn kỹ hơn về sản phẩm này thì mọi người có thể gọi điện hoặc là kết bạn Zalo để được hỗ trợ trực tiếp nhá. Thì đây chính là cái vẻ bề ngoài của cái showroom thâm X2 Huyền Phi này. Đó, đây, một cái chai như thế này thì nó sẽ có là 20ml này. Thì ở trên hộp thì cũng có ghi rất là rõ cái công dụng này: tái tạo cấu trúc da, ngăn chặn hoạt động của melanin, phục hồi làn da bị thâm đen, không đều màu, giúp da trắng sáng tự nhiên mọi người nhé. Đây thì công dụng của nó này, đó, có ghi rõ trên vỏ hộp nhé: tái tạo cấu trúc da chỉ sau vài lần sử dụng, làn da sẽ cải thiện một cách rõ rệt. Đấy, ngăn chặn hoạt động của melanin, phục hồi làn da bị thâm đen, không đều màu, giúp da trắng sáng tự nhiên, hoàn toàn không gây hại cho da. Đấy, và rất là đơn giản thôi. Bước 1 là chúng ta sẽ làm sạch cái vùng da cần khử thâm. Bước 2 là chúng ta sẽ thoa trực tiếp lên vùng thâm và đợi thẩm thấu. Có thể sử dụng kèm màng bọc thực phẩm để có hiệu quả cao hơn. Đó, và chúng ta lưu ý lắc đều trước khi sử dụng nhé. Đấy, nên thực hiện 3 lần một ngày để có hiệu quả tốt nhất. Và ở trên đầu hộp thì nó sẽ có cái tem chống giả của cái Huyền Phi. Thì lát nữa ở phần sau của cái video này thì mình sẽ hướng dẫn kỹ hơn. Mặt đáy của sản phẩm có ghi rõ số lô, ngày sản xuất và hạn sử dụng của sản phẩm mọi người nhé. Đấy, thì thành phần của sản phẩm là 100% thiên nhiên, và ở đây có mã vạch để chúng ta chúng ta kiểm tra. Còn bây giờ thì mình sẽ mở hộp ra cho mọi người xem nhé. Đây, cái sản phẩm này ấy, thì nó được bỏ trong một cái hộp rất là chắc chắn như thế này. Đây, đó, đây là cái phía trong của nó. Đây là chính là cái sản phẩm chính của chúng ta này. Nhìn nó bé bé như thế này thôi nhưng mà cực kỳ tuyệt vời mọi người nhé. Đấy, đó là cái dạng màu trắng đục như thế này. Đó, mọi người thấy nó màu nó hơi đục không? Đó, đây người ta gọi là cái serum khử thâm mọi người ạ. À, serum X2 đây cho mọi người nhìn kỹ lại nhé. Đó, thì đây chính là cái vẻ bề ngoài và cái chữ X2 của nó in nổi lên nhé mọi người nhé. Ở đây có chữ X2 in nổi lên rất là rõ ràng. Đó, thì đây chính là cái serum X2 thâm, chị thâm X2 đang nổi đình nổi đám trên thị trường. Thì đây là một cái dòng sản phẩm mà nó đặc biệt phù hợp với những chị em nào mà đang có cái làn da không đều màu ở các cái vùng da bị thâm sạm như là bẹn này, đầu gối này, khuỷu tay này, nách này. Đấy, thì những cái vùng đấy mà nó bị thâm thì nó khiến cho chị em của chúng ta rất là mất tự tin đúng không? Đấy, chúng ta không thể nào mà diện những cái trang phục mà gợi cảm quyến rũ được. Thì để giải quyết cái tình trạng mà làn da chúng ta bị thâm đen ở những cái vùng như vậy thì chúng ta cần phải tìm những cái sản phẩm phù hợp. Và cái serum thâm X2 này thì nó là cái dòng sản phẩm mà nó hỗ trợ làm mờ thâm và làm sáng da ở những cái vùng đấy rất là hiệu quả mọi người nhé. Đấy, thì cái thành phần trong cái serum thâm X2 này nó có là AHA này, thì nó có cái khả năng thẩm thấu nhanh và len lỏi vào tận sâu các cái tế bào biểu bì, thúc đẩy cái quá trình làm sạch cái tế bào chết của chúng ta. Hoặc là cái thành phần alpha arbutin là nó cái chất dưỡng trắng sáng da của chúng ta, nó sẽ làm đều sắc tố, triệt tiêu các cái đốm nâu thâm nám. Đấy, và nó cái arbutin này thì nó có cái khả năng ức chế của loại enzyme, mà nó cái enzyme này thì nó sẽ sản sinh ra melanin, và cái chất arbutin này nó sẽ ức chế đấy những cái thành phần đấy ra, thì nó sẽ làm cho cái da của chúng ta sáng lên. Hoặc là kojic acid thì nó sẽ giúp làm trắng, giảm sắc tố melanin và bảo vệ da khỏi tia cực tím. Và hàng loạt những cái thành phần khác như là vitamin C, rồi ascorbic acid vân vân. Đấy, chiết xuất rễ cây dâu tằm thì nó có cái khả năng làm mờ các cái đốm mồi, giảm thâm nám. Và ở đây chính là rất là những cái thảo dược thiên nhiên và rất là hiệu quả cho cái làn da của chúng ta mọi người nhé. Đấy, thì đối với khi mà sử dụng cái serum thâm X2 này thì nó sẽ giúp tái tạo cấu trúc da chỉ sau vài lần sử dụng, và nó sẽ ức chế cái khả năng sinh sản của sắc tố melanin, phục hồi làn da bị thâm đen không đều màu, xỉn màu, đặc biệt ở vùng đùi này, vùng bẹn này, vùng nách này, đấy, vùng mông của chúng ta nữa mọi người ạ. Đấy, thì đó chính là cái công dụng của cái serum thâm X2 này. Còn cái serum thâm X2 này để mà khi mà mua, để mà mua được hàng chính hãng ấy, thì đầu tiên á, khi mà khi lấy hàng về thì mọi người hãy quan sát cái hộp serum thâm X2 nó phải rất là chắc chắn và sắc nét như thế này mọi người nhá. Và đặc biệt là ở trên đầu hộp nó sẽ có cái tem chống giả của Huyền Phi, thì nó sẽ phải có đầu hộp thì nó sẽ có mã QR này. Thứ hai nữa là nó có cái chữ Huyền Phi ở đây, thì ở trên hộp người ta hướng dẫn rất là kỹ. Đấy, thì khi mà chúng ta sẽ dùng điện thoại để chúng ta quét mã QR nhá.
Đấy, để tải cái app này, người ta gọi là cái app Soji về. Đấy, tải cái app Soji về. Sau khi mà tải cái app Soji này về rồi ý, thì chúng ta quét logo để kiểm tra sản phẩm chính hãng. Tức là chúng ta đưa cái app đấy vào, chúng ta quét cái logo Huyền Phi này này. Cái này người ta gọi là cái logo Huyền Phi để chúng ta kiểm tra hàng chính hãng. Đây, ví dụ nhá, mình làm thử cho mọi người xem nhá. Bây giờ chúng ta vào dùng mã QR code đi. Dùng quét QR code thì chúng ta có thể vào Zalo chúng ta quét. Đây, ví dụ như cái Zalo của mình đây. Đấy, thì mình chúng ta sẽ vào đây này. Đây, chúng ta đưa vào. Thì chúng ta quét cái này. Thì nó sẽ hiện ra cái này, nó hiện ra là download app Soji. Chúng ta download cái app này về. Đấy, chúng tải về nhá. Click vào đây để tải về, download về, giống như là kích vô đẩy đặt tải về. Sau đấy, sau khi tải về nó có cái app rồi, chúng ta mở cái app đấy lên, chúng ta quét cái mã QR code của Huyền, cái mã cái logo Huyền Phi này thì chúng ta sẽ kiểm tra được. Hoặc đơn giản hơn nữa là ở đây nó có mã vạch này, chúng ta hãy đao phần mềm iCheck về. Nhưng mà không biết là bây giờ công ty đã đăng ký cái sản phẩm này với iCheck chưa, tại vì là iCheck ấy, nó là một cái đơn vị tư nhân. Nếu mà công ty người ta đăng ký rồi ấy, thì mình mới quét được nhé. Còn cái app này là cái app riêng của Huyền Phi, nên là các bạn cứ đao về đi là sẽ quét được liền luôn. Tại vì máy mình chưa đao, mà đao nó đòi mật khẩu thì hơi mất công ấy. Thì lúc nào mình đao về thì mình sẽ review kỹ hơn cho mọi người. Ở đây chúng ta thử quy thử quét bằng iCheck nhé. Trường hợp iCheck quét không ra thì cũng bình thường thôi mọi người nhé. Có thể là công ty chưa đăng ký với iCheck. Đây, thử quét. À, quét được rồi này mọi người. Tức là công ty đã đăng ký rồi, chúng ta quét bằng iCheck cũng được, rất đơn giản. Sản phẩm đã được kiểm chứng và xác thực thông tin từ nhà sản xuất và đơn vị sở hữu với iCheck. Đấy, thì đó chính là cái cách kiểm tra hàng thật hàng giả, rất là đơn giản thôi đúng không? Đấy, thì đây là một cái dòng sản phẩm mà nó cửu thâm rất là tuyệt vời cho tất cả các chị em, và đã có rất là nhiều người sử dụng hiệu quả rồi. Thì nếu mà chị em nào mà đang gặp những cái anh chị em cả nam và nữ dùng được luôn nhá, gặp những cái vấn đề về thâm ấy, thì chúng ta có thể nghiên cứu cái sản phẩm này nhá. Đấy, thì nó là một cái dòng sản phẩm mà rất là an toàn, hiệu quả, và một cái dòng sản phẩm rất là nổi bật của công ty Huyền Phi. Rồi xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi cái video ngày hôm nay. Và nếu mà các anh chị và các bạn còn bất kỳ thắc mắc nào về cái sản phẩm này, hoặc là bất kỳ sản phẩm nào trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày, thì mọi người hãy gọi điện trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo theo số là 0909647968 để mọi người được hỗ trợ kỹ hơn nhé. Rồi xin cảm ơn tất cả các chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi, và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo của Sống Khỏe Mỗi Ngày nhé. Xin chào. Chào.